Trong suốt hơn 20 năm qua, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là một trong những làng tỷ phú nổi tiếng trên cả nước chuyên về việc mổ các loại phương tiện từ ô tô, máy xúc, máy ủi, thậm chí là cả máy bay cũ. Ngày nay, người dân Tề Lỗ đã chuyển qua xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu các loại máy móc hiện đại, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phân phối thị trường trong nước và xuất khẩu. Xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc có hơn 700 hộ dân chuyên kinh doanh mua bán ô tô cũ, buôn bán sắt thép phế liệu và sản xuất gia công cơ khí với quy mô lớn. Sự phát triển của làng nghề đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động của địa phương, trong đó chủ yếu là lao động trẻ với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng một người một tháng. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư các loại máy móc sản xuất hiện đại để tạo sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo cho làng nghề ngày càng phát triển mạnh. Trước đây, Tề Lỗ là một xã chuyên về buôn bán các hàng phế liệu. Tuy nhiên, trong các năm gần đây, thì việc chuyển đổi mô hình kinh doanh cũng đã được phát triển rất mạnh. Việc thu gom phế liệu thì đã giảm dần và đã chuyển sang việc kinh doanh các hàng hóa có chất lượng cao. Nó cũng không phải là các nói như nghề mổ xe như trước đây, mà bây giờ kinh doanh các hàng hóa xe cộ, máy móc công trình có chất lượng cao và đảm bảo về kỹ thuật. Hiện nay, nhiều người dân ở Tề Lỗ đã chuyển hướng sản xuất và kinh doanh các mặt hàng có hàm lượng chất xám cao. Như trường hợp của cơ sở sản xuất nhựa Đức Duy, chuyển sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để sản xuất các sản phẩm quạt điều hòa, tiêu thụ ở khắp nơi trong cả nước. Phát triển về ngành nghề sản xuất và kinh doanh nhựa tái chế để phục vụ các chuỗi chăn nuôi của trong cả nước và đang sản xuất những sản phẩm để xuất khẩu sang nước ngoài. Điển hình là tôi đã sản xuất sang đất nước Hàn Quốc. Và trong khi sản xuất những cái sản phẩm này để đạt tiêu chuẩn được là phải sản xuất được xanh sạch đẹp, môi trường không thể ảnh hưởng đến tất cả môi trường xung quanh nói chung và nguồn nước nói riêng. Tề Lỗ ngày nay không chỉ là làng nghề mổ xe mà đã chuyển mình mạnh mẽ với những nhà xưởng hiện đại. Sự phát triển của làng nghề ở xã Tề Lỗ đã tạo ra động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 70,6 triệu đồng một người một năm.